Ngày 18 tháng 12, thành phố Uông Bí Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Dự buổi lễ có mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị ban ngành thành phố, các cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường bất khuất của dân tộc, Quân đội ta đã mưu trí dũng cảm chiến đấu cùng toàn dân, giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, từ 34 chiến sĩ tiên phong đầu tiên đến nay, quân đội nhân dân Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tháng 10 năm 1989, Đảng và nhà nước ta quyết định lấy ngày thành lập quân đội là ngày quốc phòng toàn dân nhằm tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp của bộ đội cụ Hồ. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc trong thời kỳ mới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với sự phát triển chung của thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị, lực lượng vũ trang tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, tập trung xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, tích cực đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, phối hợp nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện tham mưu xử lý tình huống phát sinh. Tại lễ kỷ niệm, thành phố đã khen thưởng các cá nhân đạt giải cao, tập thể xuất sắc tham gia cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, 6 cựu chiến binh vinh dự được trao tặng huân chương chiến công do có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Campuchia.